Xin chào tất cả các bạn nha. Hello bạn nha. Chào bạn nha. Anh em mình nghe anh nông dân nói là có bầy vịt của người bạn của anh chạy đồng từ ở chỗ khác về đây nha bạn. Là sáng chạy về sớm nên có những con vịt nó chưa đẻ, nó đẻ rớt ở dưới đây nhiều lắm nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ mò thử coi có y như là nông dân nói không nha. Cái bãi nguyên cái bãi vịt sáng nằm giờ xẹp lép cho mà. Cứ vịt xít không bạn ơi. Cũng xuống anh. Còn ở dưới đây thì nó vịt nó nằm, các bạn hay lên thỉnh không? Thỉnh sáng lên nhẹ tay hả? Rồi. Là lúc trưa anh nông dân có lụm dài dài trên bờ cỏ này được một mớ nha bạn. Là ở dưới đây anh chưa có lụm mà anh nói dưới đây vịt nằm nhiều lắm nên anh em mình sẽ mò thử có được hột vịt không nha bạn. Thì theo mình á thì mình nuôi vịt cũng mười mấy năm nha bạn. Mình biết vịt nào mà sáng mà nó đẻ cũng phải còn là một mớ, nó chưa đẻ hết á, nó còn rớt lại dưới đây nhiều lắm nên anh em mình sẽ mò thử dưới đây nha. Trời, tôi xuống. Xuống. Dạ? Tôi lụm cái hộp là điểu cái. Thấy thè không biết hộp là điểu. Chọn yếu xìu. Bây giờ anh em mình sẽ xuất phát nha. Càng ngang cái cậu nha. Dạ. Trời ơi con ốc má ơi. Thèm á. Giờ căng ngang giờ nè, mình căng ngang đi dài chả luôn. Đó. Căng ngang luôn hả? Ừ. Căng ngang đi ngang luôn. Ừ. Dạ. Kìa. Chuẩn nha. Phát kìa không? Biết cái nào cũng để đây lắm mà. Dạ mò nha, mình căng ngang mình đi. Tấn không ai vậy? Thấy thèm mà. Bỏ tôi đi không vậy? Bỏ á. Hãy bò đi. Thấy nha. Tại vì nó thường thường nó ở dưới mấy cỏ nhiều quá. Đại đẻ xong rồi mấy. Ê! Thằng bự ê! Đây. Anh nông dân mò được thì mình cũng mò được nha bạn. Đó, được một quả nha. Đó vậy tại. Đó tôi thấy mở. Thấy đây, gom về đây đi. Được trứng này bạn, là hai trứng nè. Ừ. Dùng căng ngang đi, đi cái lò nó đều hết trơn luôn. Không sót cái gì hết trơn. Lội không? Trời đúng không? Thôi cũng chậm đi nó. Ê, ông có tôi cũng có. Đất đẹp trai là hết hồn mày. Thấy thèm mà đi mò cá vậy, đi mò trứng vịt. Ừ, sao tôi heo chứ không sao? Nó thúi thôi, sao nó dính vịt chân hả? Không dịch. Nhẹ vậy, nãy giờ có đựng tan nữa đây cả. Đựng tan đắt không? Được. Đẹp trai chứ hả? Giờ ai mò dính nhiều nhất hồi tôi thưởng trứng nha. Đồ. Để không gian này không có lý trời. Ê mẹ. Ê mày. Không bẫy rồi. Ờ, giờ đang nông trang này sát hột vịt chứ không phải sát nấm rồi. Ừ. Ok không? Vịt rồi. Sao ai ngoài xa ta bỏ ta chân trời. Ông dở quá. Cái mọn có béo. Gì mà giống đi đi cái lúa vậy mấy cha. Trời ốc, vẫn là hột vịt chứ. Giống cái quần đùi vậy trời. Trời. Sáng lụm nhiều mấy nông trang. Sáng lụm 20-30 khẩu lận. Dưới vậy? Dạ, lụm bỏ mà, tao cứ lụm. Quay. Được hộp nha. Đây cô đang ngồi mò được hộp đây nha bạn. Có lý trời. Đây đây đây. Có lý trời. Ghê vậy. Nha mọi người. Mình cũng thu hộp được trứng nha. Bỏ nằm dày dẻ tiền hơn. Bỏ không à. Cái này chắc hồi mò lận lần nữa quá. Tao đẻ mà. Đây đây đây. Ghê vậy cá. Gì vậy ông? Mà tương chân trời ta là con trứng của thế mẹ. Ô bệt vậy hả? Ông bữa nay ông gót không sầm ơi. Ở đây đường nước nè ơi. Đường nước mới có, sâu mới có. Cắm đầu mọi hồi cho mặt vậy hả? Ờ, anh tin anh lần này nha. Đường nước mới có. Thôi có dẫm gì đây anh trai. Ngốc. Đẹp ghê vậy. Cũng hốc bảo rồi vậy. Nó hú tay biến luôn trời. Ủa không thấy một mò cá dữ lắm rồi anh sợ hôm nay mò hộp vịt yếu vậy. Tao biến luôn nè. Cái này không phải là cái chuyên môn của tao ha. Không nha. Đồ ghê vậy. Đây 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 đây. Mà mình mỏi bay chóng mặt quá. Gì mà giống thúi dữ vậy anh nông dân? Thúi. Mới sáng này làm gì thúi. Thúi mặt quá. Sao không ông bỏ tay lên trời. Đó đường giữa tao chưa mò nè. Chưa hả? Ừ. Sao ông mở thì sao ông mở được cái tỷ số sao bóng như sao? Bóng gì kia. Đây. Trời ơi. Giỡn. Chúng ta mở trời mở đây. Ghê chứ hả? Dạ trời. Đây nãy giờ anh em mình mò cũng được một bóng rồi nha bạn. Ở đẳng hai trứng ở đây. Hai trứng. Đây là 2-4-5 trứng rồi, 7 trứng rồi nha. Nhưng mà 7 trứng nha. Nhưng mà chóng mặt quá. Thôi ra con ké luôn rồi. Chóng mặt quá. Mà khổng khổng này mà mỏ thuốc vịt vé hả? Nếm mà phát được chứ hả? Uống luôn hả? Uống được. Ê! Đậu xa!
anh tao cuối cùng cũng lụm được chứ nữa. Được. Ủa sao ông lụm chứ nguyên mà ông la chứ nữa? Thiệt vậy bạn, cuối cùng mình cũng ghi tên rồi. Đủ. Đây, một chiếc vậy. Vậy. Ừ. Hay lớn hả? Có mặt vé tiền á. Giống mấy ngòi thịt luôn á. Cái chân gì vậy? Chân siêu ông nội. Con cút gì vậy? Chân gì không biết. Mấy gớt kìa. Dậm lên chân luôn. Bể không? Ngọc. Trời quá. Các bạn, cái trứng gì mini với trời. Trứng vịt kẹ. Trứng chim. Trứng đồng chim. Đây là trứng hùng vịt luôn nha bạn. Tại hồi đó mình có nuôi vịt mình biết. Thường thường là mấy con vịt mà nó bị đẻ hết muốn hết nổi rồi đó, là muốn ra thịt rồi đó, nên nó đẻ những trứng vịt kẹt vậy nè. Có chút xíu vậy đó. Trời ơi trời, trứng vịt gì bằng hua cái trứng chim đó trời. Không, con cút nãy mới đi ngang thấy gì ông nội ơi. Con cút ông nội ơi. Hùng vịt kẹt. Cái thằng hùng vịt bự vẽ hả nè. Ông cơ, ông cơ. Cái chân mắt trong chân rớt xuống á. Chắc vậy. Sao ơi? Ông cho tôi đi sao ơi? Ờ về tối về tao bỏ nách tao áp ơi. Chân này hay cưng lắm mày. Đừng nước đã có mò chưa? Ây da. Nó tùng giờ chân mắt trong chân cũng lạnh cũng bằng cái gà so đâu chứ. Đâu yếu vậy hả? Đường nước này nè. Ngoài. Thấy chưa? Mấy cái đường nước nè. Ôi cái đầu vậy hả? Ôi con ốc. Hồ ngốc đắng hết rất bự bơ. Gấp hồ kìa đây cả. Ốc đắng này mình nhớ ốc đắng hồ bữa hổm rồi coi. Để gì luộc ăn luôn. Đây nè. Đồ. Thui luôn rồi. Đồ thui mới sáng. Mới sáng nhiều. Sao đang thui vậy? Tại chưa gì vậy á. Là được quả rồi nha bạn. Cuối cùng mình cũng sang hồng vịt lắm chứ trời. Tôi nãy giờ 4 quả nè, giỡn hoài. Mày giống 4 quả đù với à. Đây mình được quả thứ 3 nè bạn. Đó. Cũng như đạn luôn trời. Tôi 8 quả nè. 18 quả hả? Ừ. Thiệt thèm á. Ở dưới cái mương sâu đó còn có nữa đó. Có nữa đó mà sâu lắm bạn ơi. Mày đó cứ vịt chứ nhìn là bạc dạ luôn á. Nó ngang gần. Nó hơi bị hôm luôn. Nhớ mà lỗi lúc đẻ với chắc ú luôn á. Nó ngang rúng anh em mình á. Còn mình nghĩ mà chút mấy anh trai rồi mò tiếp nội mệt vẽ trong mặt thịt mồ hôi ra cái bạc luôn. Ướt át luôn rồi. À các bạn ơi, thì thành quả của anh em mình mò hùng vịt nãy giờ được nhiêu rồi nha bạn. Đó. Mà giờ là chặn dạng rồi, thôi anh em mình về. Trời quá anh nông dân, anh em mình sẽ luộc một số chân vịt này ra. Anh em nặng nha bạn. Bể nhẹ nhẹ, trứng nhỏ tao bể. Trứng này của anh nông dân rớt. Thế thèm chứ vịt bự vé hả? Hy sinh luôn á. Đây là thành quả của mấy anh em mình cùng một vịt nãy giờ nè. Mình nãy nặng cái thúi vé hả? Không biết ngón một vịt hả? Xuống tắm đi. Thôi thúi rồi. Thôi mấy thịt hả? Xuống tắm cái đi. Nước qua tự nhiên. Trời ơi, cặp cổ luôn, tay đẹp trai nha, mấy cặp kia đó, giống cặp kia nha. Thôi giờ mời tất cả các bạn cùng về trời của anh nông dân để anh em mình sẽ luộc một mớ hút vịt này để mời tất cả các bạn cùng ăn nha. Thì đây là cái mớ hút vịt anh em mình thành quả của anh em mò một buổi trời dưới đây nha bạn. Đó, ghé mát nha. Thôi, mời tất cả các bạn cùng về trời nông dân để luộc vịt, mời các bạn cùng thưởng thức nha. Đây bây giờ anh em mình sẽ ghé cái trời của anh nông dân để anh em mình luộc mấy chiếc hút vịt này anh em mình ăn luôn nha bạn. Đây là thành quả của anh em mình đi mò cả buổi trời nè. Đây giờ nước sâu nha, giờ cho vô nhúm muối nha bạn. Cô hồi cho vợ ăn trứng nhỏ. Vợ ăn trứng nhỏ hả? Thèm á, vợ chào bạn ở đây. Chào các bạn nha, ông Sàm có cái trứng nhỏ ngon quá. Bà vô nào bà Sàm. Mới vô nè, các bạn coi cái trứng nhỏ nè. Đây, có cái trứng hùng vịt đẹp trai hả bạn? Lạ đó. Như đạn luôn, giờ mình cho chút vịt nhỏ trước nha, để hồi nó bể nha bạn. Giờ mình bỏ vô đây, mình luộc hồng đào nha. Canh đúng 15 giây nha bạn. Dạ, không muốn vô liền hả? Rồi, bỏ nhúm bự lắm rồi. Quá đã. Rồi đâm muối quá trời ngon lắm luôn con lạ. Ồ, con gì con gà ngập muối kìa. Muối ớt xanh là hoàng ớt xanh. Hello mọi người nha. Chào khỏe vậy. À các bạn ơi, thì đây là cái số hồng vịt anh em mình đi mò nãy nha bạn. Đó, đựng mớ nè. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng ăn hồng vịt với anh em mình nha. Cái gì khỏe? Ăn đi. Chào bạn nha. Chào bạn nha. Vô anh nông dân ơi. Chào bạn nha. Đây có cho bà Sạm đâu, nãy bà Sạm xin đó. Hột vịt này nãy của anh nông dân rớt nè. Hột đâu? Mò chứ. Hột đâu? Đây nãy vợ mình xin cho bạn. Đây là bà Sạm. Chào bà Sạm.
Thôi để lỡ ăn trứng này còn trứng mini rồi. Thôi làm trắng không không trong đó. Thiệt hả? Ờ thịt cát mà. Trắng không à? Không. Em rớt cái bụng nè nè nè. Nóng nha nông dân. Có gà không rớt cũng giả bộ đó. Em đứng sao thấy cái bụng nha. Nóng nóng nha. Giữ là khỏe lên. Ờ có đi nha cô. Nóng gì. Bực dữ quay. Bực dữ quay đâu ra bóng đùi chứ quay chịu à. Rồi quen. Nóng dẻ tiền á. Tao đập thử có hồng đào không nông dân. Nóng quá trời. Ai da, uống sao nóng dẻ. Trời nóng miếng nữa. Đúng, đúng, đúng rồi. Đây mình sang chứ muốn rớt nặng hạnh nha bạn. Ây dạ. Đây dạ nặng kìa. Thôi trời hạnh của nông dân trồng. Trộn lên ngồi trộn lên nha bạn. Anh nông dân anh trồng toàn là hạnh siêu hạt nha bạn. Hạt dẻ. Có nước mà hạt ở đâu rồi mà. Muối ớt này là muối ớt xanh nha các bạn. Đó của nông dân trồng luôn đó. Ớt ớt hiếm á. Trời ơi đập khỏe vậy. Trời ơi trời. Tới một chuyện thì nóng dẻ mà hạt hả? Khai men đi mấy ông. Khai men đây có lọ có hồng đào không? Nóng nóng trời mà hạt. Nóng không hả? Quá trời muối. Đây đây là số hộp giường không số hộp để mình bò đây. Nóng nóng mà hạt. Ừ hoẹn. Ôi hồng dịch mới đẻ làm chi nó khó lột quá. Khó lột. Chắc mới đẻ sáng rồi nông dân. Mới đẻ sáng vậy. Mới đẻ sáng. Đẻ khó lột ghê luôn. Nhìn nó thèm quá ha. Nó đi gì Trời trời tôi nói đập bẻ ra. Bài dịch này là của bạn của nông dân nha bạn. Chạy đồng từ ở gấu vòng. Ừ gấu vòng về đây nha bạn. Nên mấy con dịch này nó còn mắc kẹt trứng lại trong bụng nè. Chỉ tới đây là đẻ liền. Tập cho tôi cái coi. Chị mày. Nóng dẻ mẹ nó đụ nha. Nóng nó bốn luôn á. Có thiệt không fan. Nóng dẻ. Nóng quá trời bà ta mới luộc chín nha. Nóng cái mặt luôn á. Nóng lắm. Ồ luộc ngon dữ fan. Tốc độ mới được người ơi. Mời mọi người miếng nha. Đâu 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 đâu. Có hồng đạo. Có hồng đạo. Để tôi thức bẻ ra không xịt. Bẻ ra không? Cảm thấy cái con sẵn rồi nghe, giờ nó đẹp trời nè. Đó, mình sẵn rồi. Ồ, chín luôn rồi. Trời ơi. Ồ. Mọi người nên muốn luộc hồng đào nha là nước sôi lên thiệt là sôi. 6 phút rồi, 7 phút. Và mọi người ra hồng đào liền. Cái này là hồng này hút. Nó mới vừa chín tới rồi. Chưa chín không. Cái này hồng gì chứ hồng đào gì đẹp trai vậy à. Hồng cánh sen. Hồng sen luôn. Chứ hồng dịch này nó mới nên anh em mà lột được mà nó chóc lóc chóng chóc gì trơn. Nó đù vậy. Các bạn coi cái chiến dịch của mình đắng mà. Mình tất cả mình coi phải đúng như là anh Long Giang nói là nó mà phải cái dòng đắng mà nó khỏe hơn đâu. Cái dịch của bà bự dữ rồi sao? Trời ơi trời. Hồng dịch kẹt mà. Đắng đó, mà. Nó đỏ đó các bạn ơi, nó trắng tư luôn. Tao dịch kẹt mà nó đúng trắng. Kẹt đó biết sao không phải là dịch hư. Dịch nó để sao trời à. Nó sao mà nó trắng thôi mình. Nó ép cái trứng đó không? Nó ép. Mình mời các bạn miếng nha. Thấy có hồng dịch lọ chưa? Xanh giận đó chứ không sao mà sao dịch lọ là đen phải muốn luôn phải muốn nè dịch xanh nè có dịch xanh lè nữa nè xanh nè nè dịch lọ nè ông dịch này ông dịch xanh nè hai trứng này xanh nè không phải giờ không sao ô lột cũng được mà nó muốn chơi mà dịch mới đẻ mà mới đẻ sao lột được tại bây giờ bởi ông tại tôi cắn hơn cái bởi mọi người con dịch lột cái đẹp xíu hả lột 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 còn nữa không à bởi sao bởi hả ý là bỏ muối vô rồi mà nó còn không chóc nó thèm á. Thôi mời các bạn ăn hột vịt lụm mót với anh em nha bạn. Đây. Quá đã. Mấy ở trên mạng không sao. Trầm còn ăn trầm. Tôi thấy ở trên mạng người ta chỉ luộc hồng đào quá là chỉ có 4 phút mà. Không, 4 phút cũng ăn. Mời bạn nha. Không, cái này còn ăn được chưa có ở thời giá là chuẩn nhất của hột vịt hồng đào phải 6 phút là nó có hồng đào. Còn 4 phút mà đem ra cái chấp nhận luôn. Giờ để 9 phút á. Mày cũng phải rồi, hết đào đúng không? Hết đào rồi. Hồng Hà Nhi luôn rồi. Hôm nay quấn cũng hết rồi. Hồng Hà Nhi rồi. Hết đào được. Vô bạn. Ủa béo rẻ tiền hả? Đó, luôn. Công nhận, có lý. Ghê, chắc là cao nha. Rồi ha, béo ha. Làm trứng rồi hả? Thôi, thôi, thôi. Bè. Nóng nóng ghê mà. Nóng. À, bán quất vô vô. Trứng này trứng xanh nè. Vô vô. Trứng này trứng xanh nữa nè. Quá bảy mình. Siết coi. Siết nè. Đủ, đủ, đủ. Ra không nào. Mà dữ không bạn? Này, để siết coi. Dữ bạn. Đúng đẹp như ai ra ra. Mày giấu bạn đi cả đụng ra. Nè, nhìn tôi siết nè. Trời ơi, trứng tôi. Độ gõ bẻ vậy. Thôi không cả luôn. Đập tôi cái nữa coi không thầm. Rồi, cứ thật không? Ừ. Ô, này không quen nha trời. Trời ơi, nóng dễ vậy ta ra. Cái muỗng tách ra làm đâu luôn, múc. Không, lột ăn hơi ngon.
Tại nấu các bạn vừa ăn vừa dò cho nó bà phụ ngồi. Nè, như nào. Cái đâu khí đồ công mà phải cố thằng bạn chứ. Nè. Sao chưa? Cái kia nó ốc kìa. Nhớ đây hả? Vậy là cái ốc hả? Cảm ơn anh, cái đầu em. Được kìa mà làm cái ốc hả? Nóng vậy tay à, vừa ăn vừa thổi gì hết vậy trời. Không vậy ăn nó ngán rồi. Vậy mới ngon nè. Mà bậy vô anh, bởi vì anh nói vậy là em không đồng ý. Tự nhiên anh hiêu đạt bật 9 phút hết hồng đào luôn trời. Đúng không? Bởi vậy giờ hành hồng hà nhi luôn á, đù với anh. Ta nãy đây ăn xong hấp luôn. Ừ. Chữ này ca hấp chắc bú luôn á. Đúng rồi, chữ này mới lộn lên nó còn dính quá. Không lộn được luôn á, nó bị lấy sảy rồi. Mới đẻ lại phải bụt nó bị vậy rồi. Ý là một nhúm muối vô luôn rồi đó mà nó không chóc nữa. Vậy ta ăn nguyên vỏ không vậy? Dạ, nguyên vỏ ăn cho cái thắt sơ luôn á. Cái trứng con còn lòng đào không anh đen? Lòng có chiều à. Có lòng chim thì được. Lòng đào có chiều. Mời tất cả bạn nha. Quấn cá luôn à. Nó mới vừa chín tới hả? Sao cậu nghĩ sao cô đen? Quéo quẹo luôn. Cảm nghĩ là nó béo rẻ tiền luôn á. Cảm nghĩ là cái trứng nó bị dính vô cái vỏ buồn thiệt chứ. Không dịch lộn gì đẹp gái vậy. Nó béo nó bùi dữ chưa. Anh em mình lộn chứ không dịch giống chú rẻ trời thèm rồi kéo nè. Khó tài chứ. Nặng mấy ngon chua chua ăn nó mới bén. Đang quay kia ăn bực dữ trời. Trời trời thơm dữ trời. Nè, mình lộn chứ không dịch mà mình ăn niêu dữ lắm luôn mà nó méo xẹo sò vậy nè. Lột da lột dẹt. Được không? Thơm quá trời ơi, hột vịt mới thật là ngon, có miếng nước vô nữa đã. Mẹ để qua đêm á cho thấm nước vô ăn mới thơm nước. Đây, mời các bạn nha. Mà nếu mà hột vịt là để qua đêm nữa thấm nước vô ăn giá mà cùng. Sao? Nước có vịt không? Nước có vịt không? Đi mình mò cái nãy. Hết con đã còn hồng đào kìa. Mình mò nãy. Hết rồi. Tối mình không thấy thèm lắm mấy hồng nữa hả? Hồng này nhi á. Kiếm con đậu còn kìa. Hồi nãy con chưa còn. Nó còn xíu à. Hồi nãy cái nước nãy nó khú quắc à. Ừ khú vậy ha. Mà để cái này ngâm một đêm nữa rồi mà ăn vô nó làm sao? Cái này mới hồng dữ rồi. Hồng kim bảo á. Cái này không xả lột, xả nóng quá. Mời các bạn dùng. Đây bà chắc ăn. Nơi hơi à chứ chưa hồng đào không. Dạ hồng hồng thấy cái món này béo béo quá ta. Chung là anh em mình đi lụm thôi. Có nhiều ăn nhiều các bạn nha. Tại anh em mình đi nói chung là lụm mót. Nhưng mình cũng thèm á các bạn ơi, thấy cái món này nó béo quá ta. Tại cái đồng quê cho thấy thèm lắm hết trời. Cái này hột vịt mắc nó không có tiền mua. Lụm mót hả? Lụm mót được rồi. Hột vịt nó đẻ rồi nó lột cũng được á. Nãy nó cũng mới đẻ rồi. Đâu đâu nó chóc lóc đâu được đâu. Nãy mò cũng vậy nhẹ rồi mình vô. Xả nó đang trồng trắng nó đã lột hết rồi. Chứ sợ người ta mò chứ nó bị dính mò rồi nữa. Lột ông hột vịt đó là cỡ 7 bữa trở lại mò con lắm. Luôn á. Nó đang rẻ tiền luôn á. Nó làm cỏ mò tự nổi luôn quá, nó húi vậy luôn. Nó nổi ăn ngon á. Nó tự dính vô cái vỏ đâu có lù đâu. Ê bữa nào. Mời các bạn nha các bạn. Trời ơi nó nổi luôn các bạn ơi. Xin nha. Nó vô tao kiếm cái hộp vịt. Tao cho xả miếng một nha. Em ăn xin hả? Ba xả cho xả. Tao kiếm cái hộp vịt thúi cho nó đang hôi lui á. Trời trời nó rẻ luôn á. Đó là để cốp xe á. Rồi mọi cái bẹp lên cái bún luôn á. Ừ. Thúi ra cái tầng lại cho nó. Ăn đậm đà lắm vậy các bạn. Mình mời các bạn nha. Nãy là nó nút luôn. Không, thật sự là hột vịt của anh em mình đi lụm về nè ăn mới ngon bạn. Chứ mua gì luộc không có xi nhê ngon vậy đâu. Anh em mà lụm lưng như anh em ăn đông đông nè, vui. Đúng ngon. Hồi đang đè cái quýnh lộn rồi chơi quýnh vui. Trời ơi trời. Hôm nay mẹ ăn ra khối gì nóng vậy. Làm trước đi em không? Ăn nổi nữa. Làm trước đi. Thôi. Ăn nổi. Chốt kìa. Thôi ăn nổi. Không lấy trời không ăn là cạnh nách. Thôi cạnh nách. Chết luôn á. Làm trước em mấy em. Còn bác cứ mà, ngồi trước nữa cho mấy em. Không nổi. Anh không ăn em ngại em chết luôn đó. Ngồi trước cho mấy luôn. Ngồi đi chơi. Trời ơi trời phiền thiệt trời. Trời ơi ngon với đại ca. Trời ơi. Bảo chung vô, vịt tao đâu ăn. Không ăn ngoài chứ trời. Tại khoái. Ờ. Khoái mò ha. Khoái mò đúng. Khoái bóp khoái mò. Mình giữ cái vỏ lại để mình cắn thêm một tí mọi người. Ngầu quá nóng dẻ quá. Giữ cái vỏ lại mới nóng anh trai. Ừ, Nguyễn nha. Bú dữ trời. Ngon dễ hơn mười lần rồi. Nhìn cháu gái 18 nhìn cũng không chứ. Đây chứ không dịch rồi nó tét làm hai sẵn các bạn. Giờ nó bị đứt sẵn rồi mình bẻ ra luôn nha. Ôi, thầy tóc lóc dịch gái nha. Bẻ đi lấy hũ thử. Ồ, bú chắc thiệt chứ. Hột vịt này đúng là táo bón thì trời. Tính ra hồi một trứng anh em ăn còn được nữa trứng. Ba chồng trắng nó dính vô trong vỏ hết trơn luôn. Bẻ mình nạ. Phải làm cho ông ăn đó hả? Đó. Chung này ăn này hao quá. Hao quá. Một khổ luôn. Khổ mà hí hí mà ăn còn heo nữa. Vô tài. Mời đây các bạn nha. Ăn đủ. Ăn hí hí trời vui. Không nổi. Ăn kiệm. Không, ăn hồi gì. Ăn hồi thở nổi hả? Ừ. Ôi. Anh ăn hồi là ăn thở luôn á.
không, vịt ăn hết thịt rồi. Chứ anh mà không ăn em ngại lắm luôn, thiệt đúng không? Trời ơi đúng không? Trời, đúng không? Fan. Nãy giờ em ngại dễ dàng luôn á. Dân. Ngại nãy giờ ba quả không? Ngại lắm. Ngại ba quả, hai quả. Ngày đâu mới có một quả mày. Mày giống hận quả gì quả đẹp trai vậy? Hận ba gì có quả. Quả thèm á. Tao nhớ thứ ba gì đó. Ôi có fan. Ừ. Có quả nha mọi người, mọi người tính chính là có quả nha. Quả gà nhớ ba quả đó, quả đẹp trai vậy hả? Mày giống hận quả vậy. Nói chung thì hột vịt thì ở đâu cũng có nha bạn. Thì ra tiệm mua gì luộc thì không ngon như anh em mình đâu. Anh em mình nói chung thì đi mò từ hột mò. Lên xong cái anh em mình chụm lại ăn nó thật sự nó rất là ngon các bạn. Hương đồng có nội. Giống như nhớ lại cái thời mà kỷ niệm ngày xưa mà anh em ở chùa 80 làm hột vịt đó, luộc ăn chi chát vậy nè. Đúng không phải? Đúng rồi. Ờ đúng mày biết đâu. Mày đâu thời tao mà là chơi nữa đủ vậy. Mày không nhiều. Cái thời phút mà tao bảo chùa 80 tao là hột vịt là mày còn nằm dưới đầu gối á. Hương muốn bán hột. Dạ. Em đã thánh mày lộn hột vịt luôn anh, em nghĩ sao vậy? Mày thánh thế thiệt. Mới lại có hột vịt mà lớn. Ừ, trời ơi. Hồi xưa tôi lộn hột gà mà. Rõ em hột vịt em lớn tới giờ luôn anh, nghĩ sao lộn hột vịt ăn không đó thiệt mà. Nói không ăn miếng cơm không? Vịt không à. Thôi mời các bạn miếng nữa nha. Rồi anh em mình xin phép được khép lại clip lộn hột vịt và luộc ăn tại đây nha bạn. Đây mời các bạn nha. Mình đút các bạn nghe nha. Khỏi lên. Thấy ẩm sát hột vịt nó khói luôn không? Còn nóng vậy. Khói bốc lên cao mà ai cũng chúm đầu vào chứ không? Mời các bạn vô cái nè. Gì ông fan? Ông fan giống fan tát mày ha. Gì fan? Vô các bạn. Ăn thôi đi trời. Đó, review cái nữa nè. Đó. Fan. Fan nó bé bé bé. Đồ lạ nữa, tôi nói ông rồi. Vô đây đồ lạ nữa, vô nhà thấy ông Văn đồ lạ nữa. Còn lắm là trên cảnh vậy ha. Thật sự á, ở dưới nó còn nữa nha bạn. Mà lại tối anh em mình càng ngang anh em mình về. Còn cái Dũng hình như bự cho bá. Cái Dũng sâu đó, có nữa đó. Nhiều lắm luôn. Sâu nó bằng cái Dũng cạn. Sao nó bằng, nó đẻ lộn. Ông mà rồi mấy cạn cạn đứng nó đẻ không? Vậy hả? Đó rồi, mời đây các bạn nha. Ăn đi. Ăn đi, anh. Cái nè hót mẹ. Ôi đừng quá. Mày quen ghé chạy. Mày lắm. Hết đủ ra. Thôi. Lâu quá mình thấy. Tám tám là nhau người. Đâu rồi. Có cửa nhẹ tay à. Có cửa nhẹ hả? Mày gặp mình ấy quá. Này ngon quá mày ơi. Sao mày. Không cho tao không? Cho tao miếng cho tao sủa đó. Mày sao? Để sủa yếu xìu không? Thôi anh em mình chắc sẽ khép lại clip ở tại đây nha bạn. Giờ này cũng đã tối rồi. Anh em mình sẽ dọn dẹp rồi anh em mình về nha bạn. Anh em bắt đầu con. Nói chung thì anh em mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Cũng đã yêu quý anh Nông Dân và yêu quý cả team anh em mình. Để anh em mình có thật nhiều động lực để tạo ra những clip để tặng các bạn nha. Thôi anh em mình xin chúc cho tất cả các bạn có một ngày mới luôn tràn đầy thành công và thật là nhiều sức khỏe nha bạn. Anh em mình sẽ khép lại clip tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.